của nhà bạn mình. Cứ tưởng chỉ tiện tiện thôi thì cũng chẳng sao, nào ngờ tối thì gặp chuyện. Bố thằng đẹp giận lắm, toàn đánh con trai, thì dân làng ngăn lại. Ông lại bắt đầu sai mẹ thằng đẹp sửa soạn lễ và thấy cáo nội trước ngôi mộ của hai mẹ con nhà kia. Thấy đó thì mọi chuyện cũng lắm, không còn hai mẹ con thành đấu cho mẹ. Thế nhưng cứ đến thời ngày dỗ của hai mẹ con là người làng lại cái bóng dáng của họ bất luôn đi qua đi lại. Sao chuyện gì? Không thể để thằng lằn lộn đến lại không một lần. Nói
chồng và vợ để nhà chồng. Đôi mắt sáng lên, xem chừng những mũi. Ông đặt thở dậy. Ông biết chính bà ta không biết lỗi gì để đời hơn ông là bao. Cứ không thắc mắc là tại sao ông lại làm những chuyện kỳ lạ đến như vậy. Vậy chắc mọi người đã không? Thank you.